Nhà em xin phép chào tất cả công chúng anh chị và chào tất cả mọi người. Em là phiên lan rừng tối ngày 2 tháng 8 năm 2023 nha mọi người. Thì hôm nay bên em tiếp tục về để một số mặt hàng lan rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi thì em xin điểm sơ qua các mặt hàng có ngày hôm nay nha mọi người. Thứ nhất là em có về được ba dề lan trúc bạc bà nha mọi người. Rồi giáng thu một phần này, bạch hổ hoàng này, rồi tiểu hồ điệp này, thanh đậm cánh bướm này, lọng này, nay hôm nay về lẻ tẻ các mặt hàng nha mọi người. Kiều, hồng thảo bạch đỏ, quế trắng tháng 8 nha mọi người. Rồi thanh đậm hàm long, rồi ba phần lan kiếm xích ngọc đang hoa luôn nha mọi người. Rồi lan huyết nhung đỏ nha mọi người, huyết nhung đỏ được một số phần. Rồi lan lọng nha mọi người, và các combo lồng sậu. Đấy, thì tí em sẽ quay cụ thể từng hình một cho mọi người cùng xem nha. Rồi thì hàng về có gì thì em bán cái đó, bán ít có nhiều vẫn nhiều nha mọi người. Rồi thì hôm nay bên em vẫn đang chia sẻ sản phẩm chè giải rừng nha mọi người. Đấy, thì em đã đóng gói sẵn rồi, và trên gồm có loại 100g và 200g này. Đấy thì em giờ chỉ còn ít đây nha mọi người. Đấy thì em không còn có loại nửa ký nữa. Đấy thì còn nhiêu đây, để thứ nhất là để tặng cho cô chú anh chị mua lan, mà nếu có nhu cầu sử dụng chè giải rừng thử thì em sẽ tặng một bì như thế này. Đấy, mọi người về dùng thử nha. Bì 100g nha mọi người, rất là nhiều trong này nha mọi người. Em đã hút chân không và đóng bì lại kỹ càng rồi. Đấy, mọi người về có thể mở ra sử dụng nha mọi người. Đấy, này dân trà rồi, mọi người pha chút mì trà uống là được nha mọi người. Một sản phẩm này rất là tốt cho cái hỗ trợ điều trị dạ dày nha mọi người, diệt vi khuẩn HP này, kháng viêm, an thần các loại nha mọi người. Thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Đấy, một sản phẩm cây thuốc nam rất là tuyệt vời, chè giải rừng nha mọi người. Đấy, chế biến dạng trà, thì mọi người uống rất là nha mọi người, rất là thơm. Đấy, thì nhiều cô chú anh chị sử dụng có các triệu chứng như là đau dạ dày rồi no hơi rồi chua rồi tùm lum tùm lá, chán ăn chán đồ này kia đó, thì uống vào thì cải thiện rõ rệt nha mọi người. Đấy, cái này mọi người hay nói kêu là thuốc mà thuốc để ngủ ngon, ăn nhiều, thì sản phẩm đây. Đấy, mọi người có thể về thử nha mọi người. Đấy, 100% từ cây chè giải rừng nha mọi người, nhà em tự trồng và chế biến thành sản phẩm trà. Đấy, mọi người có thể về sử dụng nha. Đấy, rồi để em tặng một bình như thế này khi cô chú anh chị có nhu cầu. Đấy, còn cô chú anh chị nào mà đã dùng rồi thì có nhu cầu mua thì em sẽ chia sẻ như thế này. Thì hàng rất là ít này, mà chia sẻ lẻ ra một bì như thế này, 100g giá là 20.000 mọi người. Đấy, rất là nhiều trong này này. Cái này thì em chưa kích này, chưa kích chân không này. Đấy, dạng chưa kích chân không này như thế này. Đấy thì cây này cọng rất là bé nha mọi người, nên cái lượng được rất là nhiều. Đấy thì cái cọng bằng to thì nó sẽ, đấy, nên 100g này rất là nhiều nha mọi người, người uống nhiều lần luôn. Đấy, có nhiều người uống cả tuần luôn được nha mọi người. Đấy thì một người uống là rất nhiều, còn cả nhà thì uống sẽ giảm lại nha mọi người. Em khuyên mọi người nên tìm hiểu cái chè giải rừng này nha mọi người, một sản phẩm tốt cho dạ dày nha. Đấy, rồi thì loại 200g này. Đấy, 200g thì 40.000 nha mọi người. Đấy, bì nhiều hơn nữa. Đấy, mọi người này thể phải dùng thử thì mua những cái bì nhà nhỏ thì bì dùng được nha mọi người. Và thời gian tới thì em chia sẻ nhiều hơn thì mọi người có thể mua ấy nha mọi người. Đấy, thì cái riêng cái chè giải rừng này thì em sẽ có một cái mảng riêng biệt, em sẽ chia sẻ cho mọi người kỹ hơn. Đấy, thì bây giờ đang trong máy nha mọi người, mọi người có thể theo dõi thêm. Rồi em giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070-611-5694. Mọi người đặt hàng thì gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và để cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Ở bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Và thống nhất phí ship 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Dạ rồi. Rồi mọi người theo dõi về các mặt hàng lan rừng. Và em có thể chia sẻ thêm sản phẩm chè giải rừng trên kênh, mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi theo thứ tự thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi, đầu tiên là lan trúc bạc bà. Ngày hôm nay về có 3 phần thôi. Lan trúc bạc bà này là hàng bốc rừng nha mọi người. Ngày hôm nay bà con đi về được có chừng đây thôi. Đấy, hàng này cũng khá là hiếm gặp nha mọi người. Đấy, ít hàng lắm. Đấy, hôm bữa được lô 2 lô mà nó cũng ít hàng. Đấy, hôm nay được có bà con đi về được gần đây thôi. Rồi trúc bạc bà thì em giới thiệu sơ qua mặt hoa của nó. Thì hoa nó là hoa có các dạng hoa ba màu này. Đấy, ba màu.
và có dạng hoa hai màu nhưng mà cánh trắng hồng vàng, và nó phất thêm một số cái màu tím tím trên cánh nha mọi người. Còn có một số là cánh trắng hồng vàng hạt hẳn luôn nha mọi người. Rồi thì đây là cách phát hoa của Lan Trúc Phát Bà nha mọi người, một trong những dòng cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, thì dòng gỡ ẩm để thể thống nước là mọi người trồng nha. Đấy, thì lên bút lên như thế này và lên cây con như thế này nha mọi người. Rồi đó là Lan Trúc Phát Bà nha mọi người. Đấy, Lan rừng cho rất đẹp. Rồi ngày hôm nay em có cách gì lớn nhất là gì 200 này, cái gì lớn này. Đấy, cây nguyên dẻo của nó nha mọi người. Thì cái này cái thân già trong quá trình khai thác này nó bị gập này. Đấy, nhưng mà vẫn còn. Đấy, mùa trước thì rất ra hoa rất là nhìn sai nha mọi người. Đây là một cái dòng trúc Phật Bà thân thân dài lớn này. Đấy, mọi người thấy những cái năm trước này kia nó rất là dài này, mà cây con đang phát triển lên này thì chưa có dấu hiệu dừng lại nha mọi người. Đấy, cây cái này thì có cái gì này nó bị gãy thôi. Đấy, nhưng mà vẫn để như thế nha mọi người. Cái năm trước của nó này, ra hoa nó là sai nha mọi người. Đấy. À, năm nay thì cây cũng đang đi rất là khỏe này, nó chưa dấu hiệu dừng lại ngọn nhưng mà đấy, cây ngồi thì ngồi tự nhiên nó mập như thế nhưng mà cây rất khỏe luôn. Rồi chiều dài hiện thực giờ của nó là 40 là 45 50 cm rồi nha mọi người. Đấy, cũng rất là dài. Đấy, rồi dì 200 nha mọi người, dì này dì số 1. Đấy, tiếp theo dì số 2, dì này là dì 150 nha mọi người. Đấy, dì lớn này đó thì ngồi tự nhiên nó đính vào trong cái giá thể bằng những cái rễ như thế này nha mọi người. Đấy, dòng trúc Phật Bà thì nó như thế nha mọi người. Đấy, mọc như thế này. Đấy, cây này cũng một cây lớn nha mọi người. Đấy, này ngọn cũng chưa dừng lại này. Đấy, các mùa trước của nó này. Đấy, thân cũng khá dài. Đấy. Rồi, chiều dài của thân thì rơi vào tầm khoảng 40-45 phân nha mọi người. Đấy, rất đẹp. Đấy. Rồi, hình 2 trúc Phật Bà 150 nha mọi người. Đấy, nguyên dề của nó. Rồi, tiếp theo là đến hình số 3. Hình số 3 là 100.000 cho 2 dề nha mọi người. Đấy. Rồi, đây là dì đầu tiên này, đó, cây rất là khỏe và đẹp nha mọi người, đó, đẹp miên man luôn nha mọi người. Rồi, tiếp theo là cây số 2, đó. Rồi, hôm nay em có 3 phần Lan Trúc Phật Bà thôi nha mọi người, đấy, gọi Lan rừng cho rất đẹp, Trúc Phật Bà gọi là Trúc Quang Âm nha mọi người, đấy. Rồi, đó là 3 cây, 3 phần Lan Trúc Phật Bà. Tiếp theo, đây mà có một phần Lan Giáng Thu nha mọi người, cái hoa của nó đây, hoa màu tím hồng, rất đẹp nha mọi người, đấy. Lan Giáng Thu. Rồi, hình số 4 nha mọi người, 100.000 trên một phần, còn 7 cây xếp lớn nha mọi người. Đấy, đây là cái đầu tiên này, nãy dòng này là dòng Vanda rễ gió nha mọi người. Nếu mọi người về ghép thì nó sẽ ra hoa các vòi hoa rất dài nha mọi người. Đấy, cây Giáng Thu lá xếp nha mọi người. Rồi tiếp theo cây số 2 này. Đấy. Nó ra hoa rất là sai nha mọi người. Đấy, vòi hoa rất dài nha. Đấy. Cây lá xếp rất đẹp. Đấy. Này mọi người về trồng lên chậu cũng được, ghép vào bản gỗ cũng được nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đó. Rồi cây số 5 này. Đó. Rồi cây số 6 này. Rồi tiếp theo là cây số 7 nha mọi người. 7 cây Giáng Thu. Đấy, dòng Giáng Thu là xếp nha mọi người. Hình số 4 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình số 5. Lan Bạch Hoa Hoàng nha mọi người. Bạch Hoa Hoàng hoa đây, hoa ba màu rất đẹp nha mọi người. Đấy. Trắng và hồng đỏ và lưỡi vàng nha mọi người. Một là lan rừng cho hoa rất đẹp luôn. Đấy. Có 100.000 một phần nha mọi người, thì cũng có các cây. Thứ nhất là một cái nguyên bản này. Đấy, ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế đây. Dòng này tạo hóa thì nó chỉ nhỏ như thế này thôi nha mọi người. Đấy, ra hoa, đây ra hoa này, bách hoa còn nha mọi người. Ra hoa có trái. Đấy, này một nguyên bản này. Đó. Rồi cắt về như thế này. Đấy. Và trỏ hoa nha mọi người, là cho hoa rất là đẹp. Đó. Chỉ có một phần duy nhất này thôi nha mọi người. Đấy, hàng này hàng rồi mọi người về phải ghép vào. Đấy, thì đa số là nó có gì hết nè. Đấy, thì mọi người về ghép vào thôi. Đấy. Đó. Em rất đẹp nha mọi người. Đấy, dòng cây nhỏ nhưng mà hoa rất đẹp luôn. Hoa nó to hơn cái nó nhiều. Đấy, mọi người về và ghép vào thôi. Đấy. Rồi, đó là Lan Trúc Phật Bạch Hoa Hoàng nha mọi người, hình số 5 100.000. Có một phần thôi. Rồi, tiếp theo là đến hình số 6 và loại lan tiểu hồ điệp nha mọi người, tiểu hồ điệp rừng, hoa rất đẹp mọi người. Đấy, hoa của nó này. Đấy, mọi người về trồng các chậu như thế này. Đấy, dòng địa lan nha mọi người, ra hoa rất đẹp luôn nha mọi người. Mọi người về trồng như thế này để tạo những vòi hoa. Này là tiểu hồ điệp, nó giống như cây hồ điệp của mình hay chân tết nha mọi người, nhưng mà dòng nhỏ, các phát hoa nó không giống như hoa của hồ điệp nha mọi người. Này là chỉ là tiểu hồ điệp thôi, nó nhỏ hơn thôi. Hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, dòng này nó có hai màu hoa luôn. Đấy. Hình 100.000 một phần thì cũng có các cây.
đây à, nhất là về đầu tiên này, đấy nguyên dẻo đó nha mọi người, đây một số cây đang nụ nha mọi người, đó đang nụ này. À. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Cây số 4 này. À. Rồi là một dẻ lớn nha mọi người. Quá đẹp luôn này. Đấy, những cái dẻ như thế này thì nó lúc nó lành hoa đồng loạt. Này cây này hoa trắng này. Đấy. Đấy, đất đẹp, nguyên dẻ và các hình cây này này. Đó. Hàng rời nha mọi người. Hàng rời tiểu hồ điệp đặc đẹp. Đó, này thì mình về trồng là lên chậu này kia nó đã sống rồi, nó rất là khỏe nha mọi người. Đó, đó hoa này, đó, hoa rất là thắm nha mọi người. Hoa hồng đã thắm luôn, đặc đẹp. Đó, là tiểu hồ điệp mọi người, lá cũng rất đẹp. Đó. Rồi, hành số 6 nha mọi người, tiểu hồ điệp 100.000 cho một phần, thì có một phần thôi nha mọi người. Rồi tiếp theo là đó là lan thanh đạm cánh bướm này, đấy, hoa của nó đây, dòng thanh đạm cho hoa cực kỳ thơm nha mọi người, đấy, hoa thơm cực kỳ luôn. Đấy. Rồi hình số 7, 100.000 cho 4 nguyên bản cộng hàng rời nha mọi người. Đây là nguyên bản đầu tiên này, thanh đạm cánh bướm nha. Đấy. Dòng này nó ra hoa xong rồi bắt đầu nó lên cây con luôn nha mọi người, và cây con nó bọc cái cành hoa cũ lại này, đó, khá là hay. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Rồi và các hàng rời nha mọi người, hàng rời mọi người về ghép vào. Đấy. Dòng thanh đạm cho hoa rất là đẹp và thơm nha mọi người. Đấy. Nó là thanh đạm cánh bướm. Đấy. Thì gồm có các nguyên bản và hàng rời như thế nha mọi người. Đấy, hình số 7, 100.000 cho 4 nguyên bản. Rồi tiếp theo là đến hình số 8. À, vảy rồng nha mọi người, đấy, hoa của vảy rồng đây, đấy, dạng hoa chùm màu vàng rất đẹp nha mọi người. Rồi hình số 8 100.000 này, không có các cây. Đấy, đây là gì đầu tiên này, đó, vảy rồng nha mọi người, dòng cho hoa rất đẹp nha. Rồi tiếp theo về số 2 này, đó, đây là các cái hoa cũ của nó này. Đó. Rồi tiếp theo về số 3 này, đó. Rồi tiếp theo về số 4 này. Đó, số 4 nha mọi người, các cái hoa cũ lên thân này. Và tiếp theo là số 5 này, đó, 5 về vảy rồng nha mọi người. Đó. Cây rất là đẹp nha mọi người. Đấy, hình số 8 100.000 đây một phần. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 9 nha mọi người. Nguyên bản lọng. Đấy. Lọng này thì em cũng chưa rõ tên của nó nha mọi người. Gửi về sưu tầm. Đấy, lọng thì một trong những cây những dòng cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đọc lạ. Đó. Này là nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Mọi người về sưu tầm thêm cái này thì không cần phải ghép nữa nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó, này cũng là một cây nguyên bản lọng rất đẹp nha mọi người. Đó, chi chít luôn. Đấy. Lọng một lá nha mọi người. Này, ra hoa được có trái như thế này nha mọi người. Đấy. Rồi hai nguyên bản lọng nha mọi người, 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Đấy. Tiếp theo là đến hình số 10. 100.000 cho một nguyên bản, ba dẻ lớn. Một cái cây em thì là không biết tên đấy. Thì cái nó nguyên bản như thế này này, nó này thì cũng là một dòng phong lan. Đấy, cái này thì nó một lá này, đấy. Cây một lá to to bằng lớn này. Đó, em biết cái cây gì mà to hơn cả bàn tay em luôn này. Đó. Rồi và các hàng rời này, đấy. Thì kiểu phát hoa của nó như thế này này, nó ra hoa này, đấy, nó hoa dạng chủ như thế này nha mọi người. Đó. Mọi người về ghép vào đây. Này phong lan người ghép lên nha, lúa cũng được nha mọi người. Đây. Hai dề này đó đang nụ hoa nha mọi người. Dề số 3 này, đây cái này cái hoa cũ dài nhuần luôn nha mọi người. Đấy nhuần luôn. Cái này mới ra này, đấy lên cái con mới ra này. Đó. Rồi một loại lan sưu tầm, đấy, hình số 10 100.000. Tiếp theo hình 11, đây, hình này thì hình một phần này, đấy cũng có rất là nhiều. Đấy. Đấy, lá nó đỉnh bự nhưng mà này bạn lớn này đó, thì đang hoa như thế này nhưng mà đây hai người về ghép lấy lại đấy, tạo những cái lá đẹp đấy. Xếp lá lại nhưng mà đây mà xếp về lúc đầu lá nó hình trầu hình lá này kia rồi đấy. Đấy, xếp trầu cũng được đấy, lá rất đẹp nhưng mà đây, hoa thì hoa dạng chuỗi dài như thế này đó. Rồi phần này là phần 100 nha mọi người. Đấy, hình 11. Rồi tiếp theo là đến hình 12, hình này nguyên bản lọng cụ đơn nha mọi người, 100.000. Hai lọng cụ đơn của nó này. Đấy.
cây nguyên bản như thế nhưng mà đây cây phát hoa này, phát hoa rất là dài nha mọi người, đây cái phát hoa này, đây, đây là cái phát hoa của nó nha mọi người, đây. Đó, cách phát hoa của thằng lọng này như thế nha mọi người, lọng củ đơn, đó, mà hoa rất dài nha mọi người, đấy. Rồi nguyên bản lọng hình số 12 nha mọi người, 100.000 nguyên bản lớn này, đó, nguyên bản của nó nha mọi người, mà hoa rất dài luôn, đấy. Rồi tiếp theo. Ngày hôm nay thì em giới thiệu để mọi người đó là lan kiều cam nha mọi người, lan kiều cam này, đó, hoa cánh trắng hồng cam nha mọi người, đấy. Rồi 100.000 cho cái nguyên bản này, đấy, cây nguyên bản luôn nha mọi người, đó, nguyên bản rất đẹp, đấy, thì mọc khá là nhiều vậy này, đó, gồm rất là nhiều thân tơ, đấy, đây, rồi, tự nhiên thì nó mọc như thế này nha mọi người, đấy, mọc trên một cành như thế này mọi người về không cần phải ghép nữa. Đấy, có thể ghép thêm một số lan cũng được nha mọi người. Rồi cái nguyên bản kiều cam này ở đây mọi người. Rồi hình này hình 13 100 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo hình 14 kiều luôn nha mọi người, 100.000 trên một phần. Phần thứ nhất là kiều kiều vung này. Đấy, kiều vung hoa rất đẹp mọi người. Đấy, lá mít này. Đấy, và thứ hai lá có các vết trên lá này nha mọi người. Đấy, là hai. Rồi tiếp theo về số 2 này, đó, kiều cũng rất là đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo thì số 3 này, kiều vung này. Đó, đây cũng kiều luôn này, đây kiều vung luôn nha mọi người. Đấy. Rồi đây cũng nguyên dễ kiều luôn này. Đấy. Này không phải kiều vung mà cũng phải kiều cam. Có thêm một lọ kiều ấy nha mọi người. Đây. Giống như kiều mận gà thôi. Đấy. Rồi tiếp theo về số 3 này. Đấy. Đấy này thì kiều vung nha mọi người. Đấy, kiều vung này. Đó này cũng kiều vung luôn. Đấy, nguyên dây kiều vung này. Đấy, hoa rất sai nha mọi người. Cây lớn thì hoa rất dài. Đấy. Hoa nó dài nhọn nha mọi người. Rồi hình 14 nha mọi người. Hình kiều này 100.000. Đấy. Rồi hình 14. Tiếp theo là đến hình 15 nha mọi người. Đấy. Lan hoàn thảo bạch đỏ nha mọi người. Hoa bạch đỏ rất đẹp nha mọi người. Đấy, nó đa dạng cái màu hoa, nó biến thêm màu hoa rất đẹp nha mọi người. Rồi, hình số 15 100.000 cho một nguyên bản cộng 2 dề nha mọi người. À, đây là một cây nguyên bản này. Đấy. Thì cây cũng đang hoa nha mọi người. Đấy, đang hoa này. Đó, hoa đang nụ này. Đấy. Dòng này thì trên các thân này này kia nó ra hoa nó nhiều nha mọi người. Đó. Đó, cây nguyên bản luôn. Này mọi người về không cần phải ghép nữa này. Đó. Rồi, và tiếp theo là hai cái dề nữa nha mọi người. Rồi, đây là dề đầu tiên này. Đấy, cây đang hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Nó ra hoa và nó biến thêm màu lần lần nha mọi người. Đấy, đỏ lần. Đấy. Rồi, tiếp theo, dây số 2 này. Đó, cây đang hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Hoa của bạch đỏ cánh nó khá là bay nha mọi người. Đó, màu đỏ này, trên đây là màu như thế nha mọi người. Đó, quá đẹp luôn. Hoa này rất bền nha mọi người, bền hoa. Trên 1 tháng nha mọi người. Đấy. Từ khi bung ra hình 15 100.000, đây một nguyên bản. Đấy, cái món một phần thôi nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến quế trắng tháng 8 nha mọi người. Hoa nó đây. Thì hoa quế trắng đó là hoa trắng sữa nha mọi người. Này hoa rất thơm, đây nở vào dịp tháng 8 nha mọi người. Đấy, thì bây giờ là tháng 8 thì cây nở dòng vanda để gió cho hoa thầm xuống nha mọi người. Rồi hình số 16 nha mọi người. Hình số 16 100.000 cho 6 cây nha mọi người. Rồi, đây là cây đầu tiên này. Đó, nó đẹp nha mọi người. Tiếp theo là cây số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đấy, này mè bồng con nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy. Rồi cây số 5 này. Đó. Rồi cây số 6 nha mọi người. Đó, 6 cây quế trắng 100 nha mọi người, hình 16. Rồi tiếp theo là đến hình 17, 100.000 cho 6 cây. Đây là cây đầu tiên này. Đó. Cây đang nụ nha mọi người. Rồi tiếp theo cây số 2 này. Cái số 2 này, đó, cây đang nụ luôn. Tiếp theo là cây số 3 này, đó, cây nụ hoa rất dài nha mọi người. Đấy, 3 cây này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Rồi tiếp theo là cây số 6 này. Đấy, mẹ bồng con nha mọi người. Đấy. Rồi hình 17 nha mọi người. Đấy, hình này là hình 100.000 cho 6 cây. Tiếp theo là đến hình 18, 100.000 cho 8 cây nha mọi người. Đấy. Đây là cây đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này.
Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Rồi cây số 5 này. Cây số 6 này. Đó, rồi cây số 7 này, đấy, đang nụ hoa nha mọi người. Tiếp theo là cây số 8 này. Đó, 8 cây nha mọi người. Rồi hình 18 100.000. Rồi hình 19 nha mọi người, hình 19 thanh lý 100.000 trên một phần thì cũng có các cây như thế này nha mọi người. Đấy là mọi người về em bán thanh lý, mọi người về ghép đó, thoải mái luôn. Đấy, dòng đều là dòng quế trắng tháng 8 xếp hết nha mọi người. Đấy. Người chịu khó về ghép thì tạo ra những tác phẩm rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Đó. Đây đang nụ luôn nha mọi người. Đấy, mọi người về ghép thì cái con nó sẽ lên nhanh thôi nha mọi người. Đó, quá đẹp luôn. Đó, quá trời luôn nha mọi người. Ghép thoải mái luôn. Đấy, dòng này thì xếp hết nha mọi người. Quế trắng sáng trắng xếp hết này. Đó. Thì rất nhiều trong này. Đấy, em bán thanh lý cho mọi người về trồng thoải mái luôn nha mọi người. Đấy. Đó. Rồi 100.000 trong một phần nha mọi người. Đấy. Người trồng rất là nhiều. Đấy. Cây lên đó thì nó đây một vòng hoa đang lên. Rồi hình 19 nha mọi người, 100.000 trong một phần, quế trắng tháng 8 thanh lý nha mọi người. Rồi tiếp theo hình 20, hình thanh đạm hàm long nha mọi người, hoa có thanh đạm hàm long đây. Hình 20 nha mọi người, 120.000 cho cái gì lớn này nha mọi người. Đó. Thì cây mùa này thì cũng đang nhú nụ này, nó cái con lên nụ nha mọi người. Đó. Và cái con đang lên đó, nụ này. Đó. Cái con đang lên đều có nụ hết nha mọi người. Đó. Đây, nhú nụ này, nhú nụ này. Đây một cây nguyên dề nha mọi người. Đó. À, nó xếp quạt rất đẹp nha mọi người. Đấy, này nguyên này rễ nhưng mà thật ra như một nguyên giá thể của nó luôn. Cái rễ nó ra nó sẽ bám hết vào trong cái này nha mọi người. Đó, thì mọi người về cố định cái này lại thì nó sẽ ấy thôi. Nó khi nào hoa nó ra bình thường thôi nha mọi người. Đấy, như một cái tổ cái gia đình của nó trong này nha mọi người. Đó, rồi nguyên về nha mọi người. Đấy, về này về 120 nha mọi người. Hình đạm hàm long hình 20. Rồi tiếp theo là đến hình 21 nha mọi người. Hình 21 100.000 trên một dề. Rồi, đây một cây nguyên dề lớn nha mọi người. Đấy, rất là đẹp nha mọi người. Đó. Nguyên dề đó nè. Đấy. Cái cây cũng đang nụ hết này. Đấy, đang nụ này. Nó cây con ra thì nụ hết nha mọi người. Đó, nó đẹp. Đấy, hôm nay người về chỉ việc ốp vào thôi. Đó, tạo thành một cái gì đẹp nha mọi người. Đấy. Nó đang nụ luôn. Rồi về chơi hoa luôn nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là thanh đạm hàm long hình số 21 nha mọi người, 100.000 một dề. Rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người đó là lan kiếm xích ngọc nha mọi người. Đấy. Rồi, cái dòng kiếm xích ngọc này, một dòng kiếm màu rất đẹp nha mọi người. Đấy. Màu hoa hồng nha mọi người. Đấy, hoa này. Đó. Hoa rất đẹp nha mọi người. Cánh của nó đó. Này thì nó chưa bung hết nha mọi người. Kiếm rất đẹp nha mọi người. Đấy. Nó rất là sai hoa luôn này. Đó, thì trên một cái nó ra rất là nhiều hoa nha mọi người. Đấy. Đây này, đó. Đây, rất đẹp nha mọi người. Dòng kiếm xích ngọc. Đấy, rất là dễ thương. Đấy. Rồi, hình 22 120.000 cho dài lớn. Đây này là một trong những dòng kiếm lá mềm nha mọi người. Đấy. Rồi thì mọi người về ghép. Đó. Người ghép cái này kia thì nó sẽ ra hoa. Đấy, nó thòng xuống rất đẹp nha mọi người. Đó, lên như này. Đây, các quả hoa nó sẽ xỏa xuống. Đấy. Đó, người về lên chậu như thế. Đấy. Trong này ưa ẩm và như thế thoát nước nha mọi người. Đấy. Đó, thì nó ra hoa nó thòng xuống như thế nha mọi người. Rất đẹp nha mọi người. Đó. Kiếm xích ngọc. Đấy, người lên chậu cao, nó xỏa cái bông xuống rất đẹp nha mọi người. Đó, nguyên dề của nó luôn. Đấy. Rồi, đó là kiếm xích ngọc rồi. Hôm nay hoa nó đậm màu hồng này. Rồi hình 22 120 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình 23. 100.000 cho dề lớn này, đấy, nguyên dề nha mọi người. Đấy dòng đang nở này, còn cách phát hoa đó thì nó trong cái búp này mọi người, nó sẽ nở ra những cái nụ và cái hoa như thế này nha mọi người. Đó. Và nó dài ra. Nguyên dề nó này, đấy thì mọi người trồng kiếm xích ngọc nhìn nó rất đẹp nha mọi người. Đây này. Đó, thì mọi người cứ trồng cái này kia, đó, cầm rất đẹp luôn. Đấy, kiếm xích ngọc, đấy, nhìn là mê nha mọi người. Đấy, thì mọi người cầm lên thì nó nở ra bắt đầu, hoa nó điểm lên rất đẹp luôn nha mọi người. Đó. Rồi, kiếm xích ngọc hình số 23 nha mọi người, 100.000 cho một dề. Đấy. Tiếp theo đến hình 24 nha mọi người, hình 24, 100.000 cho 5 dề nha mọi người. Đây cũng có các dề này, này kiếm xích ngọc mini nha mọi người, đó, cây rất bé đẹp.
Rồi tiếp theo thì số 2 này. Đó, đây mọi người. Đó thì nó nở hoa như thế nha mọi người. Mọi người trồng cái này kia thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, tiếp theo thì số 3 này. Thì số 4 này. Đó, rồi thì số 5 nha mọi người. Đó, 5 nhì. Rồi hình kiếm xích ngọc này đang nổ nha mọi người. Hình số 24 100.000 cho 5 nhì nha mọi người. Đó là lan kiếm xích ngọc. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em giới thiệu để mọi người đó là lan huyết nhung đỏ nha mọi người. Đấy, hoa huyết nhung đỏ đây. Đấy, dòng lan hoa rất đẹp nha mọi người. Hoa đây mọi người về trồng dòng bên đa địa gió, người trồng sẽ tạo những cái rễ nó ăn xuống như thế này. Đấy, bám vào giá thể và tới mùa nó ra hoa. Hoa này là hoa dạng cái cây rất là phần nhánh rất nhiều nha mọi người. Đấy, trên các nhánh là nó có hoa đỏ rực rỡ đó nha mọi người. Đấy, gọi là dòng huyết nhung đỏ nha mọi người. Đây, hình 25 nha mọi người. Hình này 100.000 cho 3 cây lớn nha. Đấy. Rồi thì cái này cây này nó mọc ở trên những cái cây cổ thụ rất cao nha mọi người. Đấy. Thì nó đính vào trong những cái rễ như thế này và nó thoải xuống như thế này. Và tới mùa thì nó sẽ cho hoa nha mọi người. Đấy, mọi người về ghép lại. Đấy, cái thằng này mọi người đừng có cắt nha. Đó, khả năng nó ra cây con rất là cao nha mọi người. Đó, nên mọi người đấy. Đó, cây lá xếp rất đẹp nha mọi người. Đấy. Ngọn đây rất là khỏe này. Rồi đây là cái thứ nhất này. Tiếp theo là cái số 2 này. Đó, thì mọi người về ghép lại. Đó, cái con nó phân nhánh này. Đó. Nó đầy nha mọi người. Đấy, và hoa rất dài. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó, cây huyết nhung số 3 nha mọi người. Đấy. Rồi mọi người về cố định lại, ghép vào đấy nhằm rỉ gió nha mọi người. Đấy. Rồi ba cây huyết nhung đỏ nha mọi người. Hình số 25 đấy 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình 26 mọi người. Hình 26 100.000 cho ba cây lớn luôn. Rồi đây là cây đầu tiên nè. Đấy, cây này thì mẹ bồng con nha mọi người. Đấy, cây con đang lấy rất khỏe này. Đó. Hai mẹ bồng con là một này. Đấy. Tiếp theo là cây số 2 này. Đấy, cây số 2 nha mọi người. Và hoa phần nhánh này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đấy, 3 cây nha mọi người. Đó, 3 cây huyết nhung đỏ. Đấy. Rồi hình số 26 nha mọi người, 100.000 cho 3 cây. Rồi tiếp theo là đến hình số 27 nha mọi người. Đấy, 100.000 cho 4 cây lớn này. Rồi đây là cây đầu tiên nha mọi người. Đó, cây đầu tiên này. Đó, ra hoa bình thường nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đó, cây số 2 nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Rồi 4 cây huyết nhung đỏ nha mọi người. Đấy, hình này là 100 cho mọi người về sưu tầm. Hình 27 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình 28 nha mọi người. Đấy, hình 28 100.000 cho 4 cây lớn. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đấy, cây này thì nghiêng về màu vàng hơn. Đấy. Rồi tiếp theo là đến cây số 2 này. Đó, cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy, 4 cây huyết nhung đỏ nha mọi người. Đấy, 4 cây nha mọi người. Rồi, huyết nhung đỏ hình số 28 nha mọi người. Đấy, 28 100.000. Tiếp theo là đến hình 29 nha mọi người. Đấy, hình 29 100.000 cho 4 cây lớn nha mọi người. Rồi đây là cây đầu tiên này. Này mẹ bông con nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Cái này cũng mẹ bông con nha mọi người. Đấy. Rồi hình huyết nhung đỏ hình số 29 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi lan cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Huyết nhung đỏ. Rồi tiếp theo là đến hình 30 nha mọi người. Đấy. 70.000 cho cái phần lỏng lan lỏng nha mọi người. Đấy, mọi người có thể về sưu tầm. Thì cũng có các cái cây này. Đấy. Đấy, lan lỏng thì nó cũng khá là nhiều loại nha mọi người. Đấy. Thì nó hoa của nó cũng cánh cũng khá là nha mọi người. Đấy, nó phát hoa này. Đấy, phát hoa cái cọng cũng khá là dài này. Đấy. Đó, cái này thì mọi người về ghép lại nha. Đấy. Đó, nó nguyên miếng như thế này. Đó. Đây cũng một loại lỏng này. Đấy. Các loại lan lỏng một lá này, củ quá này kìa. Đấy, các loại lan lỏng này cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đó,
lỏng màu lá này. Đây cũng nguyên cái này. Đây cũng nguyên luôn này. Em người phải chịu khó ghép nha. Đẹp rồi. Lăn lỏng này cũng đẹp. Này nó hoa này, đó. Bên hoa này, cái cây cũng khá dài nha mọi người. Khá nhiều loại lỏng nha mọi người. Này, lỏng rồi này. Quá trời trời lăn lỏng luôn. Đây, lỏng không này. Em người về cái là 70.000 nha mọi người. Em mình cho phần lăn lỏng này. Cũng ba bốn loại trong này nha mọi người. Đây, lăn lỏng một lá, người về ghép vào. Ghép vào là sẽ đẹp. Về cố định lại mọc rễ rồi ra cũng nhanh rồi hình lăn lỏng 70.000 trên một phần là gồm có rất nhiều lăn lỏng này nhưng mà người về sưu tầm thêm rồi cuối cùng là hai cái combo đồng sổ nha mọi người. Rồi combo đầu tiên 31 nha mọi người, 100.000 trên một phần gồm có các loại lan. Thứ nhất là lan dáng hương tam màu sắc nha mọi người, này quế tháng 4 hoa rất thơm và đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là cái số 2 này. Đấy, lá xếp rất đẹp mọi người, mùa bắt đầu ra hoa rất là nhiều này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đó, cây số 5 này. Đó. Rồi tiếp theo là lan Mỹ Dung Dở Hương nha mọi người, đây Mỹ Dung Dở Hương, đây lá xếp nha mọi người. Mọi người phải trồng nó kia tới lên ngọn đồ rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, Mỹ Dung Dở Hương này. Rồi cây số 3 này, Mỹ Dung Dở Hương nha mọi người. Đó, cây lá xếp hết nha. Cái hoa này rất thơm. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Nó thế treo thì mọi người phải cứ về ghép treo thôi, chẳng có vấn đề gì hết. Ngoài tự nhiên thì nó bằng thế. Đây. Rồi và các cây lan, thứ nhất là lan hoàng thảo bạch, nguyên bản hoàng thảo bạch đỏ này. Đây hoa rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là lan hoàng thảo tam màu sắc nha mọi người. Đấy. Hoa này ba màu rất đẹp nha mọi người. Đó, cây cũng đang phát triển rất khỏe. Rồi tiểu hồ điệp rừng nha mọi người, mấy cái lá này nó dầu 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 nó dễ nha mọi người. Em có mấy cây này em bỏ vào luôn cho mọi người về trồng cho tầm thêm. Đấy. Đó, thì cái con mọi người về cắt tỉa thì cái con ra rễ này kia thì nó sẽ đấy. Rồi hình 31 nha mọi người, đấy còn combo 100.000 hình 31 này đấy. Rồi tiếp theo lấy hình 32 nha mọi người, 32 100.000 trên một phần còn bán lợn lan. Đấy, thứ nhất là lan hoàng phi hạt nha mọi người, lan này cho hoa rất đẹp, đấy, hoa của nó này, đấy, hoa này trông rất là bền hoa nha mọi người, cánh trắng hồng vàng. Rồi tiếp theo là lan thanh đạm hàm long này, đấy. Đó, các về lan thanh đạm hàm long, đấy. Người về thấy thêm, rồi lan long tu ba màu nha mọi người, đấy, đi thảo ba màu á. Rồi tiếp theo là lan xương cá này. Đấy, lan xương cá nha mọi người. Đây hoa của nó hoa trên đầu này, đó, rất đẹp nha mọi người. Rồi kim điệp sung này. Đấy. Rồi hoàng lan này, đây, hoàng lan này cho hoa rất đẹp luôn, bền hoa này. Tham long này. Đây lan hoàng lan này. Đây hoàng lan luôn này. Rồi, cây lỏng mà nha mọi người, mọi người về sưu tầm thêm. Đấy. Khá là hay như vậy. Đấy. Rồi lan hoàng lan này. Đấy. Rồi hoàng lan luôn như vậy. Đấy. Hoàng lan luôn. Đấy. Rồi lan kiếm xích ngọc như vậy. Đấy. Kiếm xích ngọc hoa tây. Đấy. Hoa tây như vậy. Đấy. Rồi con bao đồng sổng 32 như vậy. Đấy. Hình này hình 32 100.000. Hình cuối cùng như vậy. Rồi mọi người có nhu cầu thì sử dụng trẻ gia đình thì mọi người nói em tặng kèm nha mọi người. Này khách mua mà có nhu cầu sử dụng thử thì em sẽ tặng miễn phí, em có lấy tiền nha mọi người. Đấy. Còn cô chú anh chị nào mà đã dùng rồi mà có nhu cầu mua thêm á cùng lan luôn á thì em bán 100g này 20.000 nha mọi người. Đấy, gói như thế này rất nhiều nha mọi người. Đấy. Và gói 200g này loại 40.000 nha mọi người. Đấy. Rồi thì mọi người cứ đặt hàng thì nhiều lúc mình nếu mà không đủ thì em sẽ ghi đơn rồi đó, hôm nào có hàng thì em sẽ đóng nhớ gửi đi cho mọi người nha. Đấy. Rồi em sẽ thông báo bằng tin nhắn nha mọi người và điện thoại theo nếu mọi người có nhu cầu. Đấy. Rồi thì đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em, số điện thoại là 070 611 5694.
Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mình vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em làm giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất với ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Dạ rồi. Rồi một lần nữa thì Ma xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất. Rồi một lần nữa thì Ma xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em, cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Người ta đã bỏ chút công sức vào rừng, hái những nhành lan và cho người sâu tầm. Ma xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc với gia đình. Ma xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người ở những video bán hàng tiếp theo. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả mọi người nha. Dạ rồi.